thấy chưa? Rồi thấy rồi. Đó, chào các bạn. Bây giờ bên đây là cũng 6 giờ rưỡi rồi, 6 rưỡi chiều tối, là bên Việt Nam là 6 rưỡi sáng. Bây giờ IP chuẩn bị đi shopping xong rồi, đi về. Đó. Mua được đống quà nè, thấy không? Quá trời, hôm nay coi vậy chứ nặng lắm nha, nhiều lắm nha. Đồ nượp trong đây á nha. Nè, một đống dầu thơm luôn nè, thấy không? Quá trời đồ phụ tùng lung tung trong đó, cho nên nhiều lắm. Đó. Đi 3-4 ngày nay rồi. 3-4 ngày nay là ngày nào cũng đi shopping hết. Đó. Trong đây là nó đã có hệ thống sưởi rồi đó nha. Nhưng mà nó còn mặc 3-4 cái áo dày không à, lạnh lắm, chịu nổi. 20 độ. Quay nhanh là quay cái này nha. Đứng đây, đứng tới đây. Mát rồi, chuẩn bị tới Noel. Mọi người đẹp không? Dạ. Này mới không còn thôi, giả bộ tiết thôi. Nhưng mà ở ngoài trời là có tuyết thiệt. Đó. Đẹp đi nha. À, nhìn nè, đẹp không các bạn? Ok, quay. Cho mình vô đây mình ngồi không? Không, ở ngoài không à. Kìa. Đi, có mấy ghế đó. À, để cho nữa Noel, ông Noel lại xong xuôi để cho mấy nít chụp hình á. Yeah. À, mình không được có quyền, mình không có quyền vô trong đó. Dạ. Yeah. Đây giờ mình đứng đây mình giả bộ hồi nãy đi. Rồi, vậy mình đứng bên đây luôn, quay bên đó quay qua luôn. Đó, lấy chụp cho. Đây. Nè. Giờ. À, ông quay cho Noel đó nha. Hả? Ông quay mấy cái em cả đã. Bây giờ quay hết mấy cái đi. Rồi, đi quái kìa, quái nè, nè, quái nè, quái nè, quái nè, quái. Ê, quái qua đây, quay qua con cô này nè. Từ từ đi quái quay mặt. Đi quái, nó hiện nguyên hình. Đây nè. Đi quái. Đây hoạt ông quá. Người ta đang quay ra nó em kêu em nghĩ quái. Rồi xong. À, cho các bạn xem nè. Đó, thấy chưa, đẹp chưa? Theo kinh nghiệm mà. Đó, các bạn ghê chưa? Theo coi như là kinh nghiệm 10 năm coi Tây Du Ký là đẹp như thế này là yêu quái chắc luôn. Ghê chưa?